Đấy, bu bu đi, thôi anh bu đi, bu đi. To hơn con kia luôn. Ôi. Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sang hôm nay đã là ngày thứ 9 mà Sang, mấy anh em Sang ở trong rừng rồi mọi người. Dự định của mấy anh em của sáng ngày hôm nay á là định là sẽ ở đây thêm một ngày nữa. Là ở hết ngày hôm nay, ngủ lại một đêm, xong sáng mai mới bắt đầu đi về, là tròn 10 ngày ở trong rừng luôn. Thì cái chuyến đi bắt ong này của mấy anh em Sang á thì cũng đã đi dành ra toàn bộ thời gian để đi kiếm ong và bắt ong rồi. Số ong kiếm được thì cũng được một ít. Nhưng mà những ngày cuối cùng này á, thì gần như là không ai còn sức để mà đi kiếm ong cũng như là leo để bắt ong hết cả mọi người. Nên mấy anh em Sang quyết định là ở đây thêm một vài ngày, một ngày để chủ yếu là sẽ đi bắt cá nha. Ngày hôm nay thì mấy anh em Sang sẽ đi giăng câu, giăng lưới, cố gắng là kiếm thật nhiều cá để mà mang về nha. Sáng hôm nay thì mấy anh em dậy sớm đốt đi một đống lửa, anh Huân đốt đi đống lửa nè mọi người, để mà chuẩn bị ngày hôm nay mình sẽ cố gắng là kiếm thật nhiều cá. Thời tiết hôm nay như vào bão mọi người, nên trời lúc nắng lúc mưa nha. Vừa mới mưa xong thì trời lại nắng, nắng xong một xíu thì trời lại đổ mưa. Cái khoảng thời gian đầu mùa này á thì nói chung là cá ở dưới sông đi ăn rất là nhiều luôn, nên hôm nay mấy anh em sẽ quyết định là ở thêm lại một vài ngày để mà đi giăng mấy dàn dây câu nha. Giờ thì Sang với anh Nghĩa sẽ đi giăng câu cặp bờ đất chỗ này mọi người. Có con sứa nhỏ nó chảy ra, mình sẽ giăng câu theo cặp con sứa nhỏ, rồi giăng mấy dàn dây câu dưới kia nữa. Hy vọng là sẽ kiếm được vài con cá lăng đầu mùa nha cho cái chuyến đi này. Hôm qua đi thả lưới cùng với anh Huân thì cũng dính được con cá lăng đầu mùa mọi người. Con đó thì chưa to lắm, nên hôm nay thì mình sẽ cố gắng là kiếm con to hơn. Ở đây thì có mấy cái cọng dây câu này. Giờ mấy anh em sẽ móc mồi vào nha. Mấy anh em Sang đang thả lưới á, thì lộn thả dàn câu mọi người, từ bên đây này qua bên kia. Thì trời đổ mưa nha. Mưa trong rừng thì phải nói là cực kỳ lạnh luôn á. Lạnh cực kỳ luôn. Mọi người xem này, phía trên đây khoảng đường phía này trời mưa phủ trắng xóa luôn nha. Trắng hết cả cái cánh rừng luôn mà. Còn Sang may mắn thì có được một tấm bạc. Sang đang núp ở trong tấm bạc này. Nhưng mà nói chung núp trong bạc vậy thôi chứ vẫn ướt như thường rồi mọi người. Tại vì mưa nó tạt đủ bề mà. Tại vì ở đây là sông mà gió thổi là mưa nó tạt à. Nên mình có núp hay không á thì nó cũng ướt như nhau thôi. Chỉ có cá là Sang vẫn còn mặc áo. Còn Huân thì ở trần luôn. Lạnh lắm. Wow. Đây, ta cho mọi người xem này, con chó nó còn lạnh này. Lạnh như chó. Ôi. Nhưng mà đi như vậy mới cảm nhận được là bắt được một con cá lăng đầu mùa nó sẽ như thế nào nha mọi người. Cái này thì mấy anh em Sang sẽ giăng cái dàn dây câu này, có lẽ là khoảng tầm đâu đó sáng ngày mai thì mình mới đi thăm nha. Tại vì thường thì con cá lăng này á, sau một cái trận mưa lớn á thì buổi tối nó sẽ đi ăn, nó sẽ đi săn mồi nha mọi người. Tại vì cái con này nó ăn mồi cá con nên sẽ đi săn mồi vào ban đêm, và sáng ngày hôm sau mình sẽ đi thăm và nếu may mắn á, thì sẽ kiếm được một vài con. Ở trên kia thì anh Hôn có thả thêm mấy tay lưới nữa. Mồi thì là mồi con cá sống đây nè, chết hết rồi nha. Thì là mồi con cá chết rồi, đâu có nào sống nữa đâu. Cái con này thì lúc buổi chiều á thì anh Nghĩa đi giăng lưới á mọi người, lấy cái mồi con lấy cái con này nè cắt ra. Nếu mà còn sống thì móc nguyên con, nếu mà chết rồi thì phải cắt nhỏ ra nha mọi người. Đây này mồi nè, mồi cá con cá to này luôn nha. Cái này thì sẽ cắt ra để mà móc vô.
Đầu mùa mưa này hay dính cá hả nghe? Tại vì đầu mùa mưa này cá lăng đá nó hay đi ăn mà. Nên mình sẽ đi săn tìm những cái con cá lăng đá đầu mùa nha. Thường thì cá lăng đá mùa mùa nó rất là to, nên mồi mình sử dụng cũng là những cái mồi to luôn này. Đây. Và chỉ tiếc là nó chết hết rồi. Những con cá to. Cá to thì sẽ dính được con lăng đá to. Ôi mưa lớn. Giờ thì mấy anh em sang móc vàng vàng dây câu cho xong nha mọi người. Tại vì mưa đây, mọi người xem này, lớn lắm. Dàn dây câu rồi nha mọi người, từ tận dây câu tận tích trong đây này, dòng ra tới đây, xong bắt đầu là dòng xuống dưới đây nha. Hai dàn dây câu này thì hơn chắc cũng đâu đó gần 100 lưỡi đó mọi người. Thì cái chỗ thả của anh Huân, thả câu của anh Huân á, là ngay chỗ cái họng thác cái này này. Đây là cái chỗ mà nước chảy rất là xiết. Cái loại cá lăng đá này á, thường thì nó sẽ đi ăn ở những cái chỗ mà nước chảy xiết hoặc là sau cơn mưa á, thì nó mới đi ăn nha. Nên mình thả gần ngay cho họng thác chỗ này á, đầu tiên là tỷ lệ dính cá lăng đá nó cao hơn, với lại là cặp với họng thác này á, thì nước nó sẽ đỡ chảy hơn nha. Còn nếu mà dâng ngay chỗ kia á, thì khi mà tối nay á, nước nó dâng lên, nó dâng tận tích lên cái cây phía trên đây mà, nó dâng lên tận 1 mét mấy á, thì mình thả ngay chỗ đó thì sẽ đứt, nên mình thả cặp ở chỗ này thôi. Còn cái mồi chỗ này để anh Huân dâng á, là cái đây đây. Con cá, con cá sống nha mọi người, cho em một con. Đây đây là con cá mà anh Huân thả câu rồi mọi người. Cái chỗ này thì thả cá nhỏ thôi, còn chỗ chảy thì mình thả con cá cá mình cắt ra, còn chỗ nước êm thì mình thả con cá này. Con cá này là con cá cái gì anh Huân? Cá sọc dưa. Con cá này là cá sọc dưa nha mọi người. Cứ móc vào lưng nó thôi. Thường thì mình thả cái loại cá bóng kia thì cá lăng đá nó khoái ăn hơn, nhưng mà hôm nay thì mấy anh em sang nhăn lưới không có dính cá bóng nên móc đại con cá sọc dưa được luôn. Đấy, cách móc thì cứ móc vô sống lưng của nó, làm sao cho con cá nó còn sống á, nó còn bơ ngoe ngoẩy á, thì con cá nó thích ăn nha. Mưa thì bắt đầu cũng bớt dần rồi. Mất rác không? Vậy là mấy anh em sang cũng đã thả xong hai dàn dây câu nha mọi người. Cái này thì phải sáng ngày mai thì mới đi thăm nha. Khi là tối nay thì nước nó sẽ bắt đầu là dâng lên, nó ngập hết chỗ này luôn, và dàn dây câu mình sẽ bị ngập và con cá sẽ đi ăn. Và sáng ngày mai mình bắt đầu sẽ, khi mà nước rút đi mình sẽ đi thăm. Tại vì dòng sông ở chỗ sang nó sẽ có hai đợt. Một đợt là buổi ban ngày là nước rút do thủy điện nó đóng đập, ban đêm nước dâng lên do thủy điện nó xả đập á. Nên ban đêm nước cái dâng lên tận 2-3 mét luôn mà. Mùa mưa là như vậy á. Cộng với nước mưa nữa thì dâng rất là cao. Thôi giờ thì mấy anh em sẽ chạy về nha. Wow, lớp mưa lạnh nó chạy xuồng lạnh hơn nữa. Lấy nước sông đỡ không được.
Rồi, mấy anh em sang cũng về tới chòi rồi nha mọi người. Giờ lên chòi nha, lên chòi để cho đỡ lạnh một chút. Một xíu nữa thì sẽ đi thăm lưới, tại vì còn mấy cái lưới nữa. Sau một trận mưa mọi người thì nước suối bắt đầu đục, nước sông bắt đầu đục dần nha. Do những con suối như chỗ kia kìa, nó đổ ra, nó đổ cái phần nước trên đồi đổ ra. Và khi nước đục này á thì con cá nó hay đi ăn lắm. Một xíu nữa sẽ nước sẽ đỏ đỏ ao cho này luôn chứ không phải màu xanh xanh này đâu. Một xíu nữa nước suối đổ ra nhiều á thì nó sẽ càng đục nhiều hơn. Thường như những mưa trận mưa đầu mùa là vậy á. Bây giờ thì mấy anh em sang lên chòi đây. Chắc ướt giọng anh lăn hết rồi quá, đúng không? Lũng bạc cho đó mà không ướt giọt lá cây. Còn đây là chỗ ngủ của mấy anh em sang đây. Cơn mưa buổi chiều mọi người thì cũng khá lớn, nên mọi người xem cái mực nước sông hiện tại bây giờ này, nó dâng lên so với cái lúc mà mấy anh em sang đi thả câu về á là hơn khoảng tầm 4 mét nước nha mọi người. Và nước chảy mọi người ơi, nước chảy cuồn cuộn luôn, nước chảy rất là xiết luôn. Đấy, đây là dòng nước chảy ngoài đó, coi sông bây giờ thì đã ngập hết luôn, một màu nước đục nha mọi người. Nước to như thế này á thì hy vọng rằng mấy cái dàn dây câu cắm của mấy anh em sang á sáng mai sẽ dính được cá to nha. Tại vì anh Huân bảo là sau mỗi cái trận mưa lớn á, nước sông nó đục như thế này á thì con cá đi ăn rất là nhiều luôn. Nên sang mấy anh em sang thì cứ hy vọng thôi. Dòng chảy nước này á thì rất là sâu, rất là xiết luôn nha. Tại vì mưa đầu nguồn mọi người, nó xoắn ốc luôn kìa. Đó. Còn tối hôm nay thì mấy anh em sang vừa nấu xong một cái bữa cơm. Giờ thì mời tất cả mọi người vào trong chòi để ăn cơm cùng với mấy anh em sang nha. Ngày hôm qua thì mình có con cá lăn đá nhỏ nhỏ để làm cơm, nhưng mà hôm nay thì anh Huân đi thả lưới á, không có dính, chỉ bắt được đây ít một con cá nhỏ thôi, nên bữa cơm tối hôm nay thì chỉ có vài thôi nha mọi người. Nhưng mà trong rừng ăn gì cũng ngon mà, ăn muối ớt không cũng ngon. Thôi giờ thì đặt điện thoại xuống mời mọi người ăn cơm cùng với mấy anh em sang nha. Xong rồi sáng mai ngủ một giấc, sáng mai mình sẽ đi thăm câu thăm lưới nha. Trong kia thì anh Huân nấu thêm có mì tôm. Tối qua trời mưa lớn mọi người, nên nước sông sáng hôm nay mọi người xem nè, chảy cuồn cuộn luôn ha, dần tận lên tích phía trên đây luôn. Thường thì nó phải múc dưới kia rồi mọi người, nhưng mà hôm nay nước dâng lên trên đây luôn. Và sáng hôm nay cũng là ngày thứ 10 ở trong rừng của mấy anh em sang đó mọi người, cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi này. Dự định của mấy anh em sang định là sáng ngày hôm nay thăm hết mấy cần câu mà ngày hôm qua mình thả đó, xong rồi kết thúc chuyến đi và mấy anh em sang quay trở về nhà nha. Và mọi người xem lốc xoáy nó cuốn kìa, vận tốc nước ở chỗ này nó chảy rất là cao nha, nên bây giờ có phải đợi tới trưa cho nước nó càng càng bớt đi thì mình mới về được. Xong rồi tới chiều là về tới nhà và hoàn thành xong thử thách 10 ngày trong rừng nha. 10 ngày qua mấy anh em sang vô đây á mọi người thì đồ ăn cũng đã ăn hết rồi, chỉ còn lại một ít gạo của ngày cuối cùng thôi. Nên buổi sáng ngày hôm nay thì đây chỉ có món rau rau nhíp xào với đọt mây, bên kia cũng là đọt mây nướng bỏ chung với ít nước cho dễ ăn. Bây giờ thôi mời mọi người ăn sáng cùng với mấy anh em sang và mình sẽ đi thăm câu nha. Ngoài trời thì đang đổ mưa rồi. Lên đi rồi đẩy ra cho.
Dây căng quá trời kìa. Mắc cá hả? Ờ, dính cá hả? Này xuống luôn. Cái cần chỗ này dính cá nha mọi người. Rồi là cái dây nhỏ chỗ này. Em thấy nó đi ngược lên mà. Xuống luôn. Nó mắc hả? Đúng. Từ thôi. Đâu. Cục đá mà. Rồi. Ui, cá bự rồi. Ôi! Em kéo lên luôn. Lên! Lấy ra! Anh ơi, Nghĩa cầm lên anh Nghĩa. Dính mấy anh em sang thăm lưỡi đầu tiên là dính ở đây được một con cá lăng đỏ nè mọi người xem này, đã không? Ôi, có mấy ký ta. Đây là chỗ dính của nó này, nó dính nguyên đêm nên cái mép nó sưng lên luôn. Con này chắc khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 3 ký 4 ký gì đó nha, khá to mọi người. Một con đầu tiên, lưỡi đầu tiên đã dính được một con đầu tiên rồi. Đầu mùa mưa là cái loại này nó hay để ăn lắm. Bọc như đây là sao mà còn đưa. Cái mép nó cứng mà đúng không? Ừ, nó cắn như này mà. Em giao đi. Rồi, lưỡi đầu tiên đã dính con đầu tiên. Dở lên nghe. Đây. Con này thì cũng nếu mà so với những con cá to thì nó cũng không to lắm, nó khoảng tầm 3 ký 4 ký thôi. Đấy, so với cái chân của anh Nghĩa là phải bằng cái chân anh Nghĩa luôn này, thấy không? Đó, bằng bắp đùi luôn chứ ít gì. Xỏ dây đi ha. Được, một đéo đầu tiên. Xỏ dây treo ở đây luôn đi. Để nó chết. Có cái gì không Nghĩa? Xỏ dây treo ở đây luôn đi ha. Rồi, một con đầu tiên, một lưỡi đầu tiên dính một con đầu tiên luôn. Giờ thì anh Nghĩa sẽ xỏ cái dây này nha mọi người, vào cái mang của con cá, cột nó ở đây để cho nó sống luôn. Rồi, một con, được chưa? Rồi, treo lên nhánh cây luôn. Một hồi đi thăm về hết rồi đem về chòi sao? Đấy. Có lẽ kéo nguyên đêm nó mệt. Nát mình thăm về xong hết rồi mình đem gì cho mình. Rồi đây. Một con đầu tiên nha mọi người. Giờ thì gửi nó ở gốc cây này luôn. Mấy anh em sẽ đi tiếp tục đi thăm. Ở đâu nữa nha. Cái chỗ này là cái lưỡi câu thứ hai nha mọi người. Lưỡi câu đầu tiên thì mình dính được một con cá lăng đỏ to rồi. Trên đây mấy lưỡi? Dính hả? Đây. Cái gì? Cái đâu? Ôi, từ. Ôi! Vớt. Rồi! Được rồi, lên! Lưỡi câu thứ hai dính được một con cá lăng đá to mọi người. Quá. Rồi, mọi người xem đây này. Đã cái không? Tối qua do trời mưa lớn á mọi người nên con lăng đá nó đi ăn. Nhưng mà con này chưa to lắm đúng không? Hả? Con bé đúng không? Đợt này mấy anh em sang là đang đi đi kiếm kiếm con lăng đá, mà lăng đá thủy quái mọi người, gọi là những con lăng đá mà mười mấy 20 ký á. Còn con này thì cũng chưa to lắm đâu,
Cái loại này hiền ha, nó dính cái nó nằm êm à. Đây đây. Đây mọi người thấy đẹp không? Không một chút trầy luôn nha. Chành từ đầu tới đuôi, rồi cho lại sao đi. Đẹp quá. Một con, à hai con. Rồi. Móc mồi thả lại luôn nha. Đầu mùa mưa thì cái loại này nó ra nó ăn nhiều lắm mọi người. Ở đây thì có một cái bãi cát nữa này. Nước thì vẫn chưa rút hết. Ở đâu cần nữa ta? Ở kia đúng không? Hai cần. Ở đây thì thêm một cần nữa mọi người. Cắm nó dưới nước luôn nha. Ui dính nữa nè anh Hùng ơi. Ôi. Nhỏ. Lăn đỏ. Lại thêm một con lăn đỏ nữa mọi người. Không nhỏ đâu, nửa ký đó. Thôi gỡ. À, nhỏ xíu rồi ăn cái lưỡi câu bự thiệt chứ. Cái giống này nó vậy. À, mọi người sẽ gỡ đi. À, mọi người xem con lăn đỏ sông này. À, nhìn nó rất là dài luôn nha, nó không có giống như là con lăn đỏ nuôi đâu. Con này thì mọi người thấy này, nhìn nó dài, đuôi nó to, kỳ phía trên nó cũng to nha. Con này thì không nhỏ đâu, nó khoảng được nửa ký á mọi người. Thêm một con nữa. Ba con rồi. Ba lưỡi ba con luôn. Ba lưỡi dính được ba con. Quá dữ. Căng dây nè. Có khi dính nữa đó. Con. Cá. Cá hả? Cá rồi. Mạnh lắm. Ôi. Mọi người thấy đã nghe không? Đây là cái cần thứ tư nha mọi người. Thì dính đây thêm một con nữa. Bốn con luôn, không có hụt cần nào luôn nha. Đây, đây là con lăn đá. To hơn con kia không ta? To hơn quá. Quá cả mép luôn mà. Cái loại này nó ăn là khó gỡ lắm luôn mọi người. Đây này, mọi người xem con lăn đá này này. To thật chứ. Nhưng mà vẫn chưa phải là thủy quái đâu. Mấy anh em sang săn thì khi nào mà được con thủy quái mà con to thật to thì mới về nha. Con này thì so với những con thủy quái thì con này vẫn còn bé đó mọi người. Ra nổi à? Không ra nổi luôn. Hắn. Mày làm sao mà ra nổi? Được. Rồi. Rồi à, lăn đỡ lên nè, em xem nè. Đây. Đây là con lăn đá thứ hai nha mọi người. Đấy, to bằng cái con kim ta. Ui cái hàm răng đó đây nè. À, mọi người xem đây là con lăn đá thứ hai nha. Chắc không to bằng con lăn đỏ lúc đầu đâu ha. Con lăn đỏ lúc đầu chắc to hơn. Con này chắc 3-4 ký á. Đây. Đẹp ghê không? Cái loại này thì nó hiền lắm nha mọi người. À, khi nó dính câu hoặc dính lưới thì nó không vẫy đâu. To. Mập thu lu luôn. Lăn đầu mùa. Thôi bỏ lại sao. Giờ thì 4 lưỡi 4 con nha mọi người. Giờ thì mấy anh em sang sẽ đợi nước rút một chút, sẽ xuống thăm vài dây câu dưới kia. Tại vì hôm qua là mưa lớn đó mọi người. Đây cá gì đây? Nặng không? Cần vật không? Kéo lên rồi. Đâu? Nặng không? Ôi! Ôi! To phát. To rồi. Lăn đá mọi người ơi. To gấp mấy lần con kia luôn. Ôi, từ. Giục á. Trời ơi. Từ anh ơi, đừng ghì quá anh ơi. Móc cái đầu. Xúc đầu. Rồi. Rung hết tay luôn mọi người. Cái con này là con thứ 5 nha. Con thứ 5 nha. Trời bắt đầu nắng rồi đó. Wow. Đây mọi người xem cái con này này. Một cái bàn tay của Sang là không có xi nhê gì chứ cái đầu con này luôn nha. Đây, cái bàn tay này. Để em cầm.
cầm con này thì cầm đuôi nha mọi người, đừng có cầm đầu nữa nha. Ui, con này chắc 6 ký 7 ký anh Lan cầm cái coi, em coi coi. Đây đây, đứng đó nha, đứng đó. Nặng không? Đây. Mọi người xem nè. Nó với cái mình anh Lan này, cái đầu của nó là hơn cả cái bắp đùi luôn nè, còn đây là răng của nó này. Wow. Đúng là cái đúng là cái thì con thì quái đúng không mà. Rồi cho con lại sao. Đây, đây là hai con cá lăng trước này. Lăng đỏ với con lăng đá. Lăng đá nhỏ. Ôi so với con lăng đỏ nó không xi nhê gì luôn ha. Lăng đỏ không xi nhê gì nó luôn. Wow. Hôm nay đúng là một ngày rất là may mắn của mấy anh em sang luôn á mọi người. Dính luôn hả? Ở dưới đây thêm một cần nữa mọi người. Cần này cần cuối đúng không nhỉ? Cần này cần cuối. Cần này cần cuối cùng nha mọi người. Còn ở dưới kia là một vàng dây câu 100 lửa dưới kia nữa. Nãy giờ cần này là cần thứ 7 nè. Cần này là cần thứ 7 nè. Giật không? Anh Huân bảo là có cá ăn nha mọi người, nó giật nha. Sang thấy êm lắm. Đúng cá không? Đúng cá không? Cá. Nặng không? Ủa cá rồi, cá rồi. Ôi, ôi. Đấy, bu đi, thôi, bu đi. To hơn con kia luôn. Ôi. Được không? Trời ơi. Ôi. Đây là con ôi mọi người xem con này này sao không biết diễn tả như thế nào luôn. Đây là cá 5 lít hả? 10 lít. Cái đầu nó gần bằng cái can 10 lít luôn là mọi người biết rồi. Đây. Cái dép này dép số quá. Số không biết luôn. Cái dép này thì chỉ bằng nửa cái đầu của con cá thôi. Anh Huân đỡ lên, cầm cái đuôi cho em coi cái. Đây. Đây là con cá so với con người nè mọi người. Quá khủng khiếp luôn. Quá. Dính ngay lưỡi ba tiêu hả? Chứ vừa thấy xúc không vừa đâu mà. Quá khủng khiếp con cá luôn. Wow. Trời ơi. Cắt đi. Dạng như là mấy anh em sang á, đi ngày cuối cùng này á, là ngày may mắn mọi người. Là hôm qua là cơn mưa đầu mùa, mưa rất là to luôn. Mưa to nên con cá này nó đi ăn nha. Vào cứ đầu mùa thì con cá này ở chỗ sang thì có nhiều lắm. Ở chỗ anh Huân thì có nhiều lắm. Nên bắt được cá to này á, là may mắn lắm á mọi người. Đây này, đây là cái thịt của cái con cá này này. Đầu là phải dài 20 hả? Hai mấy luôn, 25 luôn ha. Gan mình được 22 rồi. Một gan. Còn mình thì đây để em đâu. Cầm từ đuôi nha. Một gan này. Hai gan này. Ba gan này. Bốn gan này. Năm gan. Năm gan là 1m1 nha mọi người. Nặng thế. Ôi con ê lăn dở lên anh lăn. Dở thẳng lên coi. Đây này. Cầm con kia nữa. Cầm con to nữa. Trời ơi, bốn con cá lăn đá rồi. Đây, đứng lên nha. Bỏ con nhỏ xuống đây nha. Con nhỏ kia thì nhỏ quá. Đây mọi người thấy không? Cao lên xíu anh Lăng, nổi không? Rồi. Đây là con cá so với người cho mọi người, hai con cá này chắc mười mấy ký luôn á. Rồi cho xuống đi. Vậy là 7 cần. 7 cần dính được ở đây 6 con nha mọi người. Hai con nó 5 ký không anh luôn. 6 ký hả? Nãy giờ thì mấy anh em sang vừa mới thăm hết mấy dàn dây câu nha mọi người. Ở phía trên đây câu lẻ là 7 cần dính được 6 con. Còn dàn dây câu dưới kia do tối qua mưa lớn quá, nước dâng lên nó bị đứt dàn dây câu và nó trôi đi mất, không có thăm được nha mọi người. Nên chỉ được mấy con câu lẻ thôi. Nếu mà thăm được dàn dây câu có lẽ là hôm nay là bội thu luôn á. 6 con thì trong đó có một con lăng đỏ nhỏ với lại một con lăng đá nó có trứng, anh Huân bảo có trứng mọi người. Thì hai con đó thì mấy anh em sang thả rồi, chỉ lấy lại ở đây. Đây anh lăng dở. Anh lăng dở cái này lăng. Em dở chắc. Đây cầm. Anh Huân cột hai cái đuôi lại nhau cho đừng bơi nha. Mọi người xem đây này. Đây là thành quả nha. Hai con lăng đá này á thì giờ đón nha. Giờ mấy anh em mình đón coi hai con này bao nhiêu ký ha. 15 ký. Anh bảo 15 ký. Anh Lan. Em bên này. 15 cân 4. Anh Huân. 14 ký hả? Anh bà anh Nghĩa.
15 cân 6. 15 cân 6 đúng không? Nhớ nha. Em là 16 kg luôn. Bây giờ thì cũng là ngày thứ 10 ở trong rừng của mấy anh em sang rồi. Và quyết định là ngày hôm nay mấy anh em sang đi về. Hôm nay được bao nhiêu đây cá thì cũng gọi là quá bội thu rồi mọi người. Nên bây giờ thì có lẽ là mấy anh em sang sẽ tổng kết thành quả xong rồi mình mang hết toàn bộ số cá này đi về nha. Về nhà rồi sẽ cân mấy con cá này để cho mọi người xem là con cá này bao nhiêu ký nha. Đây, mọi người thấy anh Huân so với con cá không? Quá to luôn. Cứ cái loại này là cứ sau trận mưa lớn là đi ăn hả anh Huân? Mùa mưa. Mùa mưa ha. Sau đầu mùa mưa mọi người thì nó đi ăn. Nên hôm nay thì mấy anh em sang đi như vậy được gọi là quá may mắn luôn á. Bây giờ mấy anh em sang chụp tấm hình nha. Rồi chuẩn bị chạy về thôi, để không là con cá này nó chết. Tại vì cái loại này nó cũng dễ chết lắm. Từ đây mà về tới nhà thì chặng đường rất là xa. Đây sao cho mọi người xem lại này. Đây, đây này. Mọi người cầm con này thì đừng có thọt tay vào miệng nó nha. Tại vì miệng nó mọi người thấy không? Răng không à. Đây, răng nó này. Đó. Còn một con nghĩa răng dài hơn nữa. Một cặp luôn ha. Cá đâu, cá đâu. Rồi, dở lên. Đây là thành quả sau một đêm đi bắt cá của mấy anh em sang nha mọi người. Đây, mọi người xem này. Cá to hơn cả người luôn nha. Rồi, giờ thì mấy anh em sang chụp tấm hình rồi chuẩn bị đi về thôi. Nhìn đã ghê không? Ai nói nó nhỏ thì hãy xem này. Bàn tay của sang xè hết cỡ thì cũng không bằng. Cái bắp đùi lăn thì nhỏ xíu đó thôi. Thôi đi. Giờ thì mấy anh em sang cho cá lên xuồng và chuẩn bị về chòi. Gom hết tất cả đồ đạc ở chòi của mình rồi đi về nha. Ở dưới đây 10 ngày thì cũng có nhiều cái vui. Nhưng mà thực sự ra nói với mọi người là quá mệt rồi. Gần như là hết sức rồi mọi người. Đồ ăn này kia thì có nhiều. Nhưng mà ăn ở dưới sông này thì không đủ chất đâu. Cứ ăn cá với ăn rau hoài thì không đủ chất. Nên người gần như là mất sức đó mọi người. Bây giờ thì mấy anh em sang quay về chòi thôi. Rồi gom đồ đạc rồi đi về luôn. Về luôn ha anh Huân. 10 ngày là quá mệt rồi mọi người. Hoàn thành xong thử thách 240 giờ nha. Tổng cá này chắc được 20 kg ha. Nếu không thả hai con kia nó chắc là 25 kg luôn mọi người. Bây giờ mấy anh em sang về. Tạm biệt khúc sông này nha. Hẹn một cái dịp khác hoặc năm sau mấy anh em sang quay lại đây. Về chỗ thôi. Rồi, tới chòi. Wow. Cơm đồ về thôi. Đồ đạc thì mấy anh em sang cũng gom sẵn rồi. Giờ chỉ cần chất lên xuồng và đi về thôi. Cá để vậy chết không ta? Không chết đâu ha. Chặng đường mà từ đây về tới nhà còn khá xa mọi người. Phải vượt thác này kia tùm lum hết cả. Và mọi người xem mực nước này. Buổi sáng á, Sang nói với mọi người là sau trận mưa lớn á, thì nước dâng tới đây đúng không? Lúc mà Sang quay á, thì nước lên tới đây mà. Tới cái chỗ sân cấm đây nè. Vậy mà sau đâu đó có 1 tiếng đồng hồ nước rút xuống tới đó. Từ đây xuống đó khoảng tầm 2 mét nước nha. Đó. Đây, từ cái bờ này xuống dưới cái xuồng này là cao khoảng 2 mét á. Là nước còn rút nữa. Do mưa lớn nên nước lên như vậy đó. Thôi giờ thì mấy anh em gom đồ nha. Chặng đường còn dài lắm. Về nhà thì còn cân cá nữa. Để xem là tổng kết thành quả sau 10 ngày ở trong rừng á. Thì mấy anh em sang kiếm được những gì nha. Giờ thì kết thúc 10 ngày. Mấy anh em sang chạy về nha. Chặng đường đi về còn khá xa đó. Về thôi. Bao nhiêu đây? Dưới đây là đủ rồi. Quá mệt rồi. Rồi đi. Hẹn một dịp nào đó sẽ quay lại đây để quay hơi nhiều hơn clip cho mọi người xem. Còn hôm nay thì vậy là quá đủ rồi mọi người. Thank you.
Cuối cùng thì cũng đã về tới láng rồi nha mọi người. Sau 10 ngày dài. Chó vẫn còn khỏe ha. Vẫn còn leo tốt. Đi lên. Đi. Giờ mấy anh em sang gom hết đồ đạc lên nha mọi người. Còn chặng đường dài lắm. Đi từ bộ đi xe máy từ đây lên tới nhà nha. Để xe đây. Đây mà mưa này không biết hư không. Được, đỡ nha. Nặng lắm á. Còn đây là hàng cá to nè mọi người. Nặng lắm á. Mới chở xíu mà cá lăn đỏ nó bạc màu luôn ha. Đây, còn đây là hai con cá to này, bỏ vô cái sọt sọt 25 kg mọi người. Đầy luôn cả cái sọt mà, nhìn biết cái con cá nó bự cỡ nào. Nhưng mà anh Huân bảo con này còn nhỏ mọi người. Cái loại này thì đầu mùa mưa có loại nó tận có con nó tới 20 mấy kg lận. Năm rồi thì anh Huân bắt được nhiều lắm. Nhưng mà do cái mùa Covid ấy, thì Sang cũng không lên được. Năm nay thì may mắn lên là chúng ngay đợt nó đi ăn á. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ chở mấy con cá này về nhà nha. Để chở con cá này về thì dùng cách này thôi nha mọi người. Tại vì từ đây mà lên trên nhà cũng khá xa. Rạng lên bội xong cắt lên ra chuối. Con này về tới nhà thì cũng chết thôi. Tại vì đoạn đường xa lắm. To quá, lòi cả cái đuôi lên trên luôn ha. Không hết được. Rồi, đi nha. Chắc rồi.
đi tới đây thì bị dục sên. Đây xem đường, chỉ có xe này mới đi lên nổi thôi, xe khác đi không nổi đâu. Phải lắp xích như anh Huân đi. Chạy lên đi, chạy lên cái đoạn này. À, mọi người thấy cái đường đi lên của mấy anh em sang không? Vừa dốc mà vừa sình lầy nữa nha. Đi như vậy mới cảm nhận được lấy được một ít mật ong, cũng như là bắt được một con cá dưới đây nó phải cực như thế nào. Cái đoạn này thì xe chạy không nổi đâu mọi người, xe chở một người là chạy không lên không nổi đâu, nên sang bắt buộc là phải đi bộ nha. Đường đây này, cái đường này là nếu mà mưa to thì không chạy lên được. Bây giờ thì sang với mọi người mình sẽ về nhà anh Huân nha, để tổng kết thành quả sau 10 ngày trong rừng như thế nào. Nãy giờ thì Sang cũng đã về tới nhà của anh Huân rồi nha mọi người. Từ dưới rừng á mà về tới nhà thì mất khoảng tầm 2 tiếng. Nên về tới đây thì con cá nó cũng đã gần như chết rồi. Nên bây giờ thì thôi mấy anh em Sang bỏ lên cân để cân xem thành quả nha. Rồi cân nghĩa. Cân từ con nhỏ lên đi. Từ nhỏ tới con to đi. Con nhỏ này chắc khoảng tầm 2 ký không? Ký 8. Con nhỏ này ký 8 nha mọi người. Con lăn đỏ. Con nhỏ này 2 ký mấy chứ? 2 ký 4. Căn lăn đỏ này là 2 ký 4 nha mọi người. Để nhiều người nói là Sang với mấy anh đoán á, nhiều khi đi quay á, nói mấy ký lại không đúng. Rồi lên luôn. 5 ký 3. Ô 5 ký 2. Con này gì mà có 5 ký mấy thôi ta? To nhỉ. To mà. To cả gan đây mà. Con này 8 ký không? 7 ký mấy thôi. 7 ký 7. Tổng kết lại chắc khoảng đâu đó khoảng tầm 10 mấy ký cá thôi nha mọi người. 15 ký cá lăng nha. Nhìn to như vậy mà có 7 ký mấy thôi ha. Hay nó hao ta. Để con 10 mấy ký nó cỡ tới cỡ nào nữa. Mười ba ký. 12 ký mấy. 12 ký 8 mới còn xuống được. Hai con này 12 ký mấy mọi người. Tổng kết sau 10 ngày ở trong rừng á thì đây là toàn bộ thành quả nha mọi người. Anh Huân thì bắt được hơn 20 lít mật ong, còn cá thì bắt được ở đây hơn 15 ký nha. Và mọi người xem con cá này này, to ghê không, nhìn khủng khiếp luôn. Nhưng mà con này 7 ký 8 hả? Khi nãy cân thì có 7 ký 8 thôi mọi người, nhưng mà con này đã chết rồi. Thì sau cái chuyến đi này dự định của mấy anh em Sang á, dự định như thế này là Sang không chỉ là sẽ gửi cái phần mật ong của mấy anh em trên bản này bắt, nếu như mọi người nào có nhu cầu mua thì Sang cũng sẽ bán. Với lại thứ hai là những con cá như thế này này thì nếu như mọi người nào có nhu cầu mà mua để ăn thử á, thì mọi người có thể là liên hệ qua Facebook cũng như là số điện thoại của Sang để dưới phần bình luận á, để có thể là mua tận tay những con cá này ở dưới sông của anh Huân ha. Thì con cá này thì khi mà bắt về á, nó cũng đã chết rồi, tại vì chặng đường rất là xa, không thể nào mà đem sống nó về được mọi người. Nên nếu như mọi người muốn mua thì Sang sẽ đông đá nó lại, bỏ vô thùng mút và gửi vô tất cả mọi người nếu như mọi người muốn mua. Con này là con cá lăn đá nha mọi người. Cá này không phải là cá nuôi đâu, đặc biệt nói thật cho mọi người, đây là 100% cá tận tay của mấy anh em Sang bắt. Sao không biết là chỗ khác có nuôi được hay không, nhưng mà đảm bảo là cái khu vực đây sẽ không ai nuôi được cái loại cá này hết cả, tại vì nó sẽ sống ở những dòng nước phải thật sự chảy xiết thì mới có loại cá này. Còn chuyến đi của Sang với anh Huân của mấy anh em bên đây thì cũng khá dài rồi, cũng khá mệt rồi, nên Sang sẽ tạm dừng clip tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết chuyến đi này của Sang. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.